bảy giác chi, tám thánh đạo, không vô tướng vô nguyện vân vân, đạt được tất cả pháp tánh bình đẳng nên gọi là chánh pháp. trị thế lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, vì sao các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, ở trong đại thừa thường được thắng tiến chẳng có thối lui? Phật bảo trị thế đại vương nên biết các đại bồ tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu nhờ sức chánh tín mà được thắng tiến chánh tín là gì là biết các pháp bản tánh vắng lặng chẳng sanh chẳng diệt thường được thân gần với những người tu hành chân chánh pháp nào không nên làm thì kiên quyết không làm tâm lìa tán loạn nghe nhận chánh pháp chẳng thấy người kia nói chẳng thấy ta nghe siêng năng tu tập tránh hạnh mau đắc thần thông những loài hữu tình nào kham lãnh được thì ta có thể giáo hóa nhưng không bao giờ thấy ta có thần thông có thể giáo hóa hữu tình và hữu tình kia đã nhận sự giáo hóa của ta vì sao vì các đại bồ tát khi hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la bật đa thâm sâu hoàn toàn chẳng thấy ta chẳng thấy hữu tình hai bên bình đẳng thì được thắng tiến không thốn lui Đại vương nên biết các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu, hộ chỉ các căn, chẳng để chấp trước đối với đồ vật giúp cho sự sống luôn khỏi tưởng vô thường, biết các pháp vắng lặng, thân mạng như mượn tạm, đại vương nên biết các bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy ở trong đại thừa tâm không buông lung đại vương nên biết các đại bồ tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu thậm chí trong giấc mộng còn chẳng quên mất tâm bồ đề giáo hóa các hữu tình khiến họ tu phật đạo đem các căn lành ban cho loài hữu tình để hồi hướng quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề thấy được thần lực của phật vui mừng khen ngợi đại vương nên biết bồ tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy sẽ mau thành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thế nên đại vương phải siêng năng tinh tấn trụ ở ngôi tôn quý chớ sanh buông lung đại bồ tát nào muốn cầu chánh pháp thì chớ đắm ngũ dục vì sao vì tất cả phạm phu không nhàm chán dục lạc còn bậc đạt thắng trí thì có thể bỏ được vì thân người vô thường, thọ mạo, ngắn ngủi, đại vương, ngày nay nên hiểu cho rốt ráo, chán bỏ thế gian để cầu đạo xuất thế. Đại vương nên đem căn lành đã cúng dường như lai để hồi hướng cho bốn việc. Một là tự tại vô tận, hai là chánh pháp vô tận, ba là diệu trí vô tận, bốn là biện tài vô tận. Bốn việc hồi hướng này cùng bát nhã ba la mật đa thâm sâu đều vô tận đại vương nên biết các đại bồ tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu nên tu trì giới thân ngữ ý một cách thanh tịnh vì sao vì muốn hướng đến văn tư tu dùng sức phương tiện giáo hóa các hữu tình dùng sức bát nhã phá dẹp các ma thành tựu nguyện được việc làm và lời nói không trái nhau khi vua chuyển luân nghe phật thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu vui mừng hớn hở như được điều chưa từng có tự lấy mão ngọc cởi chối anh lạc quỳ thẳng dâng lên cúng dường như lai xả bốn đại châu dâng cúng hết cho phật nguyện đeo phước này thường tu phạm hạnh học bát nhã ba la mật đa thâm Sâu, đem tâm quyết định vì lài hữu tình hướng đến quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề. Những người cung nữ của vua nghe phải thuyết pháp đều xanh vui mừng phát tâm bồ đề, đều cởi áo báu và chuỗi ngọc anh lạc dâng lên cúng cho công đức bảo vương như lai. Vua đem đài báu và tòa sư tưởng dâng lên Phật mà cầu xuất gia. Lúc đó đức Như lai khen ngợi trị thế. Vua được như vậy thật quý thay, những gì làm hôm nay chẳng trái nguyện xưa, nên siêng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự và bát nhã. Chư Phật quá khứ nhờ tu pháp này mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Chư Phật vị lai cũng lại như thế. Bấy giờ trị thế lại bạch Phật, bạch thế tôn, các đại Bồ Tát tu hành bố thí có khác với bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật bảo trị thế. Nếu bố thí không có trí tuệ ba la mật đa thì chỉ được gọi tên là bố thí chẳng phải đến bờ kia. Phải do trí tuệ ba la mật đa mới được gọi là bố thí đến bờ bên kia. Tịnh giới nhẫn nhục, tinh tấn, tịnh nữ, bát nhã cũng như vậy. Vì sao? Vì tánh bát nhã ba la mật đa thâm sâu đều bình đẳng. Khi Đức Phật thuyết pháp thậm thâm này vô liền chứng được vô danh pháp nhẫn. Phật bảo tối thắng. Thiên vương nên biết các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu phải như vua siêng cầu chánh pháp kia. Vua chuyển luân khi ấy là Phật nhiên đăng, còn ngàn người con kia chính là ngàn Phật thời hiền kiếp. Tối thắng bèn thưa Phật. Bạch Thế Tôn, làm thế nào mà các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu tu hành mau thành đạo đại Bồ Đà? Phật bảo tối thắng. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tu tâm từ vân vân, không làm tổn hại các hữu tình, siêng năng hành tất cả ba la mật đa và bốn nhiếp sự, bốn vô lượng tâm và pháp phần bồ đề tu học phương tiện thiện xảo của thần thông với tất cả pháp lành đều tu viên mãn. Nếu các Bồ Tát tu hành như vậy thì có thể mau thành đạo đại bồ đề. Đạo bồ đề ấy gọi là tín tâm, tâm thanh tịnh, tâm xa là sự dối đạt, tâm tu hành bình đẳng, tâm thí vô úy, giúp các hữu tình hoàn toàn gần gũi, siêng tu hành bố thí, thì quả báo sẽ vô tận, thọ trì tịnh giới mà không có sự chướng ngại, tu hành an nhẫn, san lìa, các sự giận dữ, siêng năng tinh tấn thêm, thì sự tu hành dễ thành tựu, có tịnh tự thù thắng, chẳng khởi tán loạn, đầy đủ bát nhã sẽ thông suốt hoàn toàn. Có đại từ nên làm lợi ích hữu tình, có đại bi nên quyết không thối chuyển, có đại hỷ nên thường làm vui lòng người khác, có đại xả nên không khỏi nên sự phân biệt, không còn ba độc nên lìa các trông gai. Chẳng đắm sắc thanh hương vị xúc cho đến nên diệt trừ các sự hí luận